Những ngày qua, trên các tuyến đường tại thành phố Hà Nội, cờ hoa biểu ngữ được treo rực rỡ vui tươi. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày lễ lớn của Phật giáo Hà Nội diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tới đây. Thì ngay bắt đầu từ cuối năm 2021, thì Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã bắt đầu xây dựng kế hoạch và xin phép Trung ương Giáo hội cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Và đến thời giờ này thì tất cả mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất và chỉ chờ đến giờ tổ chức đại hội thôi ạ. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, tại Văn phòng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp cuối cùng nhằm ra soát những công tác chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố. Với sự sát sao của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tinh thần đoàn kết của chư tăng ni Phật tử, hy vọng rằng Đại hội đại biểu Phật giáo Hà Nội lần thứ 9 sẽ thành tựu viên mãn, mở ra một nhiệm kỳ mới, xây dựng Phật giáo thủ đô ngày càng lớn mạnh.